cập nhật tình hình chiến sự ở Ukraine. Trận chiến Bakhmut kéo dài cay đắng, máy bay không người lái đang đóng vai trò đẫm máu ra sao? Nga tuyên bố bắn rơi UAV cảm tử của Ukraine tấn công nhà máy Zaporizhia. Anh cho biết Nga đang tìm nguồn tài trợ nước ngoài cho chiến sự trường kỳ ở Ukraine. Ở diễn biến khác, Tổng thống Pháp đến Trung Quốc với hy vọng thuyết phục Bắc Kinh về vấn đề xung đột Đông Âu. Politico đưa tin EU thảo luận về gói trừng phạt thứ 11 đối với Nga. Một số tin tức khác, Trung Quốc tuần tra ở eo biển Đài Loan khi bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ấn Độ chuẩn bị bắn thử hệ thống tên lửa S-400 mua từ Nga. Ở cuối bản tin, triển lãm tranh đương đại tại bảo tàng Louis Vuitton. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật tình hình ở vùng chiến địa khốc liệt nhất hiện nay, thành phố Bakhmut thuộc miền đông Ukraine. Theo New York Times, trận chiến ở đây đang kéo dài một cách cay đắng. Ở nơi đây, dàn máy bay không người lái đang giữ vai trò đẫm máu. Đứng trong hầm ngầm, một chỉ huy của Ukraine theo dõi video do máy bay không người lái trực tiếp ghi lại, cho thấy khoảng hơn chục binh sĩ Nga đi qua một cánh đồng ở ngoại ô Bakhmut. Lực lượng pháo binh đã được huy động tác chiến. Đây là một trong những hình thức chiến đấu đặc trưng quanh Bakhmut và các thành phố, thị trấn khác ở miền đông Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều tiến hành các cuộc bắn phá nhờ sự hỗ trợ của máy bay không người lái UAV. Theo The New York Times, lực lượng Ukraine ở trung tâm thành phố Bakhmut hoạt động cận kề quân Nga, thậm chí nhiều lúc giáp lá cà. Do đó, họ có thể nghe thấy tiếng đối phương và nhìn thấy kẻ thù đổ máu. Trong khi đó, ở ngoại vi thành phố, nỗ lực tấn công kẻ địch trở nên khó khăn hơn. Trên màn hình của viên chỉ huy Ukraine, khung cảnh khá lộn xộn. Những bóng người tí hon di chuyển rất chậm trong lớp bùn. Phía Kiev sẽ đoán tốc độ di chuyển của họ và thời gian bay của chất nổ, từ đó quyết định thời điểm và khoảng cách thả bom. Một người lính nói, mọi người nghĩ sao, 150m? Không, tốt hơn là 200m. Trong khi đó, nhiều làn khói bốc lên xung quanh quân đội Nga. The New York Times cập nhật, sau 6 cuộc tấn công, quân đội Nga bỏ chạy, đã có một số thương vong. Theo các chính phủ phương Tây, giao tranh trong và xung quanh Bakhmut đã kéo dài 10 tháng. Đây là một trong những cuộc chiến ác liệt và nguy hiểm nhất, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và bị thương. Đã có nhiều tranh cãi về ý nghĩa chiến lược của khu vực này. Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine đều nói rằng họ phải bám trụ để làm kiệt quệ sức chiến đấu của đối phương. Ở miền Nam, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời một sĩ quan của nước này hôm 5 tháng 4 cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã bị rơi gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhia. Diễn biến trên xảy ra khi lãnh đạo cơ quan nguyên tử quốc tế IAEA dự kiến đến Nga thảo luận về nỗ lực đảm bảo an ninh cho cơ sở này. Theo TASS, lãnh đạo phong trào chúng ta với nước Nga, ông Vladimir Rogov cho biết, lực lượng của Moscow đã bắn hạ một máy bay không người lái cảm tử của Ukraine, đang nhắm mục tiêu vào một khu vực nào đó thuộc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông Rogov viết trên kênh Telegram, một máy bay không người lái cảm tử Wormes do Ba Lan sản xuất đã bị bắn hạ ở Inigoda. Nó được các phương tiện tác chiến điện tử hỗ trợ hoạt động. Theo thông tin sơ bộ, mục tiêu của khí tài Ukraine là một cơ sở của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Máy bay không người lái này đang trên lộ trình tiến đến cơ sở hạt nhân thì bị bắn rơi ở vị trí cách nhà máy vài mét. Hãng tin RIA cũng trích lời sĩ quan quân đội Nga xác nhận một máy bay không người lái do Ba Lan sản xuất nặng hơn 2kg đã bị rơi gần nhà máy. Diễn biến trên xảy ra giữa lúc giám đốc IAEA Rafael Grossi có kế hoạch tới vùng Kaliningrad của Nga vào hôm 5 tháng 4, một tuần sau khi thăm cơ sở điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine, nơi này đang do quân đội của Moscow kiểm soát. Ông Grossi đang nỗ lực đạt được thống nhất giữa các bên về việc thành lập một khu phi quân sự xung quanh cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu. Thời gian qua, nhà máy Zaporizhia đã bị pháo kích nhiều lần. Nga, Ukraine đổ lỗi cho nhau. Đài truyền hình Sky News hôm 5 tháng 4 đưa tin, tình báo quân sự Anh tiết lộ Nga đang kỳ vọng có thể nhận được nguồn hỗ trợ tài chính từ nước ngoài cho cuộc chiến trường kỳ ở Ukraine. Theo Sky News, gần đây Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã nói rằng Điện Kremlin đang lên kế hoạch phát hành nợ chính phủ bằng ngoại tệ để bán cho các nhà đầu tư nước ngoài. Theo Bộ Quốc phòng Anh, nỗ lực mới của Nga sẽ bù đắp một số lỗ hổng trong ngân sách của nước này. Đây là một phần trong kế hoạch duy trì một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine. Báo cáo của London lưu ý,
Cho đến nay, các ngân hàng của Nga đang đứng sau các khoản nợ chính phủ. Tuy nhiên, những đơn vị này dường như không còn khả năng tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách sắp tới. Bằng cách cho phép các nhà đầu tư nước ngoài mua khoản nợ chính phủ nói trên, Nga đã thành công khiến các nhà đầu tư đó gián tiếp tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Các quan chức Nga có thể coi việc phát hành nợ nước ngoài là một cách để bù đắp lỗ hổng tài chính của nước này khi họ lên kế hoạch cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Nga có thành công thực hiện các biện pháp trên hay không. Bộ Quốc phòng Anh cho biết hiện Nga chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông tin trên. Thời gian qua đã có nhiều thông tin về khả năng Ukraine mở đợt phản công chống Nga. Sky News dẫn lời một chuyên gia quân sự cho rằng Ukraine phải thuyết phục các đồng minh phương Tây ủng hộ nước này tiến hành hàng loạt đòn công phá, chứ không chỉ dừng lại ở một đợt phản công. Ông Serhiy Zigurets, một chuyên gia về quân đội Ukraine và là giám đốc của ấn phẩm Defense Express cho biết, kế hoạch phản công tiềm tàng của Kiev đang được thảo luận tích cực ở Mỹ và châu Âu. Nguồn cung cấp thiết bị và đạn dược sẽ là yếu tố quan trọng quyết định cú đánh mới sẽ bùng phát khi nào, ở đâu. Những bình luận của ông Zigurets được đưa ra khi Mỹ công bố viện trợ quân sự thêm 2,6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Radar giám sát trên không, tên lửa chống tăng và xe chở nhiên liệu nằm trong số nguồn viện trợ mà Lầu Năm Góc vừa cung cấp. Cùng với đó là đạn pháo, tên lửa Grad thời Liên Xô và hệ thống bắc cầu bọc thép được sử dụng trong các cuộc tấn công. Đại sứ Giuliani Smith, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại NATO nói rằng, chúng tôi hy vọng Ukraine sẽ tiến hành một cuộc tấn công mùa xuân trong những tuần tới. Các chỉ huy quân sự của Kiev trước đây cũng hé lộ các cuộc phản công của nước này không còn xa. Ngày 5 tháng 4, Tổng thống Pháp đã đến Trung Quốc nhằm khởi động lại mối quan hệ với đối tác kinh tế quan trọng châu Á và thuyết phục Chủ tịch Tập Cận Bình thay đổi lập trường về vấn đề Ukraine. Theo Guardian, Paris coi Trung Quốc là một bên có thể thay đổi cán cân trong cuộc xung đột ở quốc gia Đông Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Trung Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày. Theo giới phân tích, ông hy vọng có thể ngăn Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga, đồng thời phát triển quan hệ thương mại châu Âu với Bắc Kinh. Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có khả năng tác động tức thì và triệt để vào cuộc xung đột, theo hướng này hay hướng khác. Một quan chức cấp cao của Pháp nói về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Theo Guardian, Paris coi Trung Quốc là một bên có thể thay đổi cuộc chơi trong xung đột, có thể xoay chuyển cán cân theo hướng tích cực, thông qua đối thoại về các điều kiện chấm dứt cuộc chiến hoặc theo hướng tiêu cực, nơi Bắc Kinh tăng cường hỗ trợ và cung cấp vũ khí cho Nga. Trung Quốc khẳng định đang tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Nhưng chuyến thăm hữu nghị của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Moscow vào tháng trước và đề xuất về kế hoạch hòa bình khiến phương Tây không khỏi lo ngại. Giới chức Pháp cho biết rằng Trung Quốc sẽ nhất quyết không lên án cuộc chiến, nhưng Tổng thống Macron có ý định nhấn mạnh về nguy cơ của cuộc xung đột, một lập trường của Liên minh châu Âu. Trung Quốc được coi là nước duy nhất có thể mở các kênh liên lạc cho các bên và gây áp lực ngoại giao lên Tổng thống Putin, Guardian bình luận. Chuyến thăm của Tổng thống Pháp sẽ bao gồm hơn 6 giờ gặp gỡ với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Các vấn đề chính được thảo luận bao gồm xung đột ở Ukraine, việc tái cân bằng các liên kết thương mại, cũng như cuộc khủng hoảng khí hậu và tái tạo năng lượng. Một quan chức Pháp cho biết, các vấn đề về nhân quyền cũng sẽ được đề cập đến, bao gồm vấn đề về người Duy Ngô Nhĩ. Dù không trông mong gì về việc Trung Quốc thay đổi quan điểm, nhưng EU tin rằng điều cần thiết là tiếp tục hợp tác với cường quốc châu Á, đặc biệt là về thương mại. Năm 2022, Trung Quốc là đối tác lớn thứ ba của EU về xuất khẩu hàng hóa và là đối tác lớn nhất về nhập khẩu của EU. Một mặt, các nhà lãnh đạo EU muốn tái cân bằng mối quan hệ thương mại với Bắc Kinh. Nhưng mặt khác, khối 27 nước cũng muốn thoát khỏi sợi dây lệ thuộc trong các lĩnh vực chiến lược như nguyên liệu thô, công nghệ liên quan đến điện toán, chất bán dẫn và công nghệ sạch. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RTE của Ireland hôm 4 tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cho biết ông hối hận khi thuyết phục Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân vào những năm 1990, vì nếu Kiev vẫn còn khí tài tối thượng, Nga đã không tấn công nước này. Cựu Tổng thống Mỹ Clinton nói với RTE, tôi cảm thấy áy náy sau khi thuyết phục Ukraine từ bỏ hạt nhân. Nga sẽ không thể tiến hành chiến dịch đặc biệt nếu Kiev vẫn còn công cụ răn đe tối thượng này. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, vào tháng 1 năm 1994, ông Clinton đã ký một thỏa thuận ba bên với Tổng thống Nga, khi đó là ông Boris Yeltsin, và Tổng thống Ukraine đương thời là ông Leonid Kravchuk. Thỏa thuận quy định Ukraine chuyển giao tất cả vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ cho Nga để tiến hành phá hủy.
đó là nỗ lực loại bỏ vũ khí còn sót lại sau khi Liên Xô sụp đổ. Vào tháng 12 năm 1994, Ukraine đã tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân với tư cách là một quốc gia phi hạt nhân. Nhà Trắng cho biết Mỹ, Nga và Anh đã cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine và Hiệp ước START-1 có hiệu lực từ đó. Ông Clinton nói với RTE, tôi biết rằng Tổng thống Putin không ủng hộ thỏa thuận mà ông Zelensky đã đưa ra, đó là không bao giờ can thiệp vào lãnh thổ Ukraine để đổi lại việc Kiev từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông Putin đã phá vỡ cam kết đó khi tấn công Crimea. Tôi thấy điều đó thật khủng khiếp vì Ukraine là một quốc gia rất quan trọng. Tôi nghĩ những gì ông Putin đã làm là rất sai lầm. Nga khẳng định nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt để ngăn NATO mở rộng về phía đông bằng cách kết nạp Ukraine cũng như phi phát xít hóa quốc gia láng giềng, cứu người dân nói tiếng Nga đang bị Kiev áp bức. Thưa quý vị, một sự kiện đáng chú ý gần đây là Phần Lan gia nhập NATO. Theo CNBC, chắc chắn Ukraine sẽ có cảm giác buồn vui lẫn lộn vì nước này cũng nộp đơn nhưng đang phải đối mặt với nhiều tầng tầng lớp lớp rào cản. Hàng loạt khó khăn mà Ukraine đang đối mặt không chỉ bao gồm cuộc chiến khói lửa với Nga, mà còn có cả khả năng một số thành viên NATO có quan hệ nồng ấm hơn với Moscow, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, sẽ vô cùng miễn cưỡng chấp thuận tư cách thành viên của Kiev, đặc biệt là giữa thời điểm quan hệ giữa NATO và Nga đang căng thẳng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, hành động gây chiến của Nga cho thấy chỉ có cơ chế đảm bảo an ninh tập thể như của NATO mới có thể đáng tin cậy. Trong bài phát biểu hàng ngày mới nhất sau khi Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO, ông Zelensky nói rằng đây là một sự kiện lịch sử đối với toàn bộ châu Âu và cộng đồng châu Âu-Thái Bình Dương. Lãnh đạo Ukraine đã chúc mừng Phần Lan vì nhận được sự đảm bảo an ninh đáng tin cậy từ một tập thể. Giữa lúc xung đột ở Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Politico hôm 5 tháng 4 đưa tin Liên minh châu Âu sẽ thảo luận về gói trừng phạt thứ 11 chống lại Nga vào cuối tuần này sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Ban nhà ngoại giao của EU nói với tờ Politico rằng Ủy ban châu Âu và các đại sứ EU dự kiến mở một vòng tham vấn mới ngay sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết gói trừng phạt thứ 11 sẽ có mục tiêu lấp các lỗ hổng trong những đòn giáng trước đó, chủ đích ngăn Nga lách lệnh trừng phạt. Hồi đầu tuần này, Reuters đưa tin EU đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng hạt nhân của Nga ở châu Âu và tập đoàn Rosatom của nước này, thông qua việc cấp các khoản thanh toán cụ thể cho Hungary. Năm ngoái, Budapest được phép mua dầu qua đường ống dẫn của Nga, trong khi các nước EU khác đã áp lệnh cấm vận có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2022. EU đã thất bại trong việc áp các biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn năng lượng hạt nhân thuộc sở hữu nhà nước Nga Rosatom trong gói trừng phạt thứ 10 được đưa ra vào ngày 25 tháng 2 do sự phản đối của Hungary. Ở diễn biến khác, liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream, một chuyên gia pháp lý mới đây cho rằng sự thật đắng cay sau vụ nổ chỉ được lật mở khi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế, Reuters hôm 5 tháng 4 đưa tin. Trước đó, trong bài báo được xuất bản vào tháng 2, phóng viên điều tra Seymour tiết lộ Hoa Kỳ đã hợp tác với Na Uy trong một chiến dịch tối mật vào tháng 6 năm 2022 để đặt chất nổ phá hoại 3 trong 4 đường dẫn khí đốt Nord Stream. Theo Fabio Maselli, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Pháp lý Quốc tế thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Ý, nếu báo cáo gây chấn động của Her được xác thực, thì vụ phá hoại vừa qua sẽ được xem là một cuộc tấn công cực đoan. Khi đó, vụ việc trở nên rất nghiêm trọng bởi một số quốc gia đã có hành động tấn công, ngăn cản sự hợp tác cần thiết giữa các nước. Vừa qua, Hội đồng Bảo an không thông qua đề xuất tiến hành điều tra quốc tế do sự phản đối của Hoa Kỳ và phương Tây. Tuy nhiên, cách duy nhất để khẳng định tính xác thực đối với bài báo của Her là thông qua một cuộc điều tra quốc tế, ông Fabio Maselli nhận định. Được biết, Nord Stream, đường ống vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến các thị trường châu Âu thông qua Đức, đã bị hư hại nghiêm trọng vào tháng 9 năm ngoái sau các vụ nổ ở biển Baltic. Mới đây, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua nghị quyết điều tra vụ nổ đường ống sau khi một số quốc gia, trong đó có Mỹ, phản đối đề xuất này. Chuyển sang tình hình ở khu vực châu Á, Trung Quốc tiếp tục có các hành động quân sự khi lãnh đạo Thái Anh Văn đến châu Mỹ. Cường quốc châu Á sáng ngày 5 tháng 4 thông báo tiến hành tuần tra quân sự ở eo biển Đài Loan ngay trước thềm cuộc gặp giữa bà Thái và Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Thông báo được Cục Hải sự Phúc Kiến công bố, theo Sputnik.
Cục Hải sự Phúc Kiến, địa phương đối diện đảo Đài Loan của Trung Quốc, thông báo hoạt động kiểm tra tuần tra chung chuyên biệt diễn ra ở khu vực Bắc Trung Trung Bộ, eo biển Đài Loan. Đi kèm thông báo là hình ảnh về các khu vực tuần tra nằm rất gần Đài Loan. Trước đó, vào ngày 3 tháng 4, Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông báo cuộc gặp với bà Thái Anh Văn sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 4. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Đài Loan và Chủ tịch Hạ viện Mỹ trên đất Mỹ. Đáp trả, Trung Quốc kiên quyết phản đối và cho rằng cuộc gặp mâu thuẫn với chính sách một Trung Quốc cũng như làm suy yếu chủ quyền của đất nước. Ngày 29 tháng 3, phái đoàn Đài Loan do bà Thái Anh Văn dẫn đầu bắt đầu chuyến công du 10 ngày tới hai nước Trung Mỹ. Ngày 1 tháng 4, phái đoàn đến Guatemala với điểm quá cảnh ở New York và thăm Belize vào ngày 3 tháng 4. Vào ngày 5 tháng 4, nhà lãnh đạo Đài Loan sẽ quá cảnh ở Los Angeles trên đường trở về hòn đảo. Tình hình quanh Đài Loan đặc biệt leo thang sau khi cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bất ngờ tới hòn đảo vào tháng 8 năm ngoái. Bắc Kinh kịch liệt lên án chuyến đi, coi đây là cử chỉ ủng hộ chủ nghĩa ly khai, đồng thời tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở khu vực quanh hòn đảo. Bất chấp phản ứng cứng rắn của Trung Quốc, các chính trị gia phương Tây khác tiếp tục đến thăm hòn đảo sau chuyến thăm của bà Pelosi. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết sau khi được chuyển giao, New Delhi sẽ sớm thử nghiệm hệ thống tên lửa S-400 mua từ Nga. Tờ India Today ngày 5 tháng 4 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, trước đây hệ thống tên lửa S-400 chỉ được bắn thử ở Nga. Để kiểm tra khả năng hệ thống, việc thử nghiệm ở Ấn Độ sẽ sớm được tổ chức với nội dung nhắm bắn các mục tiêu di chuyển nhanh trên không. Được biết, hệ thống tên lửa S-400 được Nga sản xuất từ năm 2015. Vào tháng 10 năm 2018, trong chuyến thăm của Tổng thống Putin đến New Delhi, Ấn Độ mua 5 hệ thống tên lửa phòng không S-400 Storm của Nga theo hợp đồng trị giá gần 5,5 tỷ đô la. Giới chức Ấn Độ cho biết các hợp đồng mua S-400 nhằm đáp ứng những đòi hỏi cấp bách đối với an ninh quốc gia. Ấn Độ đã nhận được tổ hợp tên lửa đầu tiên vào tháng 1 năm 2022 và triển khai ở bang Punjab, khu vực gần với biên giới của Trung Quốc và Pakistan. Vào tháng 2 năm nay, giám đốc điều hành công ty Rosoboron Export của Nga cho biết đã hoàn tất hợp đồng và chuyển giao thành công hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong vòng 22 năm, Triều Tiên tổ chức một hội nghị dành riêng cho các nhà báo với lời kêu gọi các thành viên của Hiệp hội hãy trở thành những người phát ngôn tận tụy của nhà nước. Hãng thông tấn Yonhap hôm 5 tháng 4 cho hay, hội nghị lần thứ 9 của Liên đoàn Nhà báo Triều Tiên đã diễn ra trong 2 ngày đầu tuần với sự tham gia của các quan chức truyền thông hàng đầu, bao gồm Ri Chun-hee, người dẫn chương trình tin tức nổi tiếng của Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên. Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết, hội nghị là cơ hội quan trọng để cải thiện công tác xuất bản và thiết lập hệ tư tưởng vững chắc cho đội ngũ đưa tin. Tại cuộc họp, Chủ tịch Liên đoàn Nhà báo kêu gọi các thành viên tuân thủ chính sách của Đảng và Nhà nước, hoàn thành vai trò là người phát ngôn tận tụy để đóng góp vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Một cuộc bỏ phiếu để thống nhất quy tắc của Liên đoàn và bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch mới cũng được thực hiện sau đó. Theo các nhà quan sát, hội nghị lần này được tổ chức với mục đích tăng cường nỗ lực tuyên truyền khi Bình Nhưỡng muốn hạn chế những tác động từ bên ngoài và khủng hoảng nội bộ bởi tình trạng thiếu lương thực kinh niên. Được biết, lần cuối cùng Triều Tiên triệu tập hội nghị của Liên đoàn Nhà báo vào tháng 11 năm 2001, rất lâu trước khi lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011. Theo Yonhap, Triều Tiên là một trong những quốc gia được xếp hạng tự do báo chí thấp nhất trên thế giới, khi các cơ quan truyền thông luôn bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Liên quan đến tình hình tại Mỹ, thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố mình là nạn nhân của một quá trình can thiệp hoạt động bầu cử, đồng thời lên tiếng đả kích giới hành pháp vì những cáo buộc vô căn cứ chống lại ông. Reuters cho hay khi phát biểu vào hôm 4 tháng 4 trước những người ủng hộ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, cựu Tổng thống Donald Trump bày tỏ chưa bao giờ nghĩ việc can thiệp vào bầu cử có thể xảy ra ở nước Mỹ. Tội ác duy nhất mà ông phạm phải chính là sợ hãi, không dám chống lại những người đang phá hoại cuộc bầu cử. Theo Reuters, cựu Tổng thống Trump đã xem xét tất cả các vụ kiện pháp lý chống lại ông, từ việc dò dỉ tài liệu mật ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago đến cuộc tấn công vào Điện Capitol và vụ can thiệp bầu cử năm 2020. Ông Trump đặc biệt lo ngại với vụ tài liệu mật. Khi vụ án đã được điều tra bởi cố vấn Jack Smith, người mà ông nhiều lần gọi là kẻ mất trí,
Trong buổi điều trần tại tòa án Manhattan, ông Trump bác bỏ các cáo buộc liên quan đến 34 trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Trong đó, các công tố viên buộc tội nhà tỷ phú dàn xếp các khoản thanh toán cho hai phụ nữ trước cuộc bầu cử năm 2016. Ông Trump cũng lên tiếng chỉ trích khi cho rằng công tố viên New York Alvin Bragg đã ký lệnh bắt ông trước khi đọc qua hồ sơ. Nhà tỷ phú cũng cho rằng thẩm phán của vụ án John Merchant là người có định kiến với ông. Tại phiên tòa, mặc dù tung ra một loạt chỉ trích chống lại các công tố viên, nhưng ông Trump không thể đưa ra bằng chứng cho thấy các nhà chức trách đang cố tình can thiệp để ngăn khả năng ông đắc cử Tổng thống. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Trump cũng không kêu gọi những người ủng hộ phản ứng bằng cách biểu tình. Được biết, ông Trump đang tranh cử vị trí ứng viên Đảng Cộng Hòa tham gia cuộc đua bầu cử Tổng thống vào năm 2024. Ông tuyên bố sẽ sớm trở lại với chiến dịch tranh cử, nhưng không cho biết thông tin chi tiết về kế hoạch sắp tới. Reuters hôm 5 tháng 4 đưa tin, sinh viên ở thành phố Nashville thuộc bang Tennessee, Mỹ đã tuần hành tới tòa nhà đại hội của bang để yêu cầu chính quyền hành động chấm dứt các vụ bạo lực bằng súng. Họ cũng nêu thông điệp ủng hộ luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn sau vụ tấn công nguy hiểm ở trường Covenant hồi tuần trước. Hô vang khẩu hiệu như giải tán hiệp hội súng trường và đừng im lặng, chấm dứt bạo lực súng. Các học sinh cấp 3 và đại học đã tuần hành trên các tuyến đường ở trung tâm Nashville. Nhân chứng Andrew Maranit chia sẻ với Reuters, hàng ngàn sinh viên trường đại học Vanderbilt đã nghỉ học vào buổi sáng để tham gia biểu tình. Maranit nói rằng số lượng người biểu tình đông đảo đã tiếp thêm động lực cho anh. Nước Mỹ cần tiếng nói của người trẻ trong các vấn đề như cải cách súng đạn, phân biệt chủng tộc, quyền cho giới LGBTQ và biến đổi khí hậu. Được biết, vào ngày 27 tháng 3, có 6 người ở trường Covenant tại Nashville đã thiệt mạng sau một vụ tấn công bằng súng. Cảnh sát đã hạ gục kẻ gây án là một cựu sinh viên của trường, năm nay 38 tuổi, chưa thể xác định động cơ tấn công của y. Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa ở Tennessee hồi tuần trước đã hoãn các phiên điều trần về luật có thể mở rộng khả năng tiếp cận súng. Trong những năm gần đây, bang Tennessee đã nới lỏng các quy định khiến công dân dễ dàng sở hữu súng hơn trước và loại bỏ giấy phép đối với việc mang theo súng ngắn giấu kín. NHK hôm 5 tháng 4 cho biết cơ quan giám sát dữ liệu của Anh đã phạt TikTok, ứng dụng chia sẻ video của Trung Quốc, khoảng 16 triệu đô la Mỹ do vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, bao gồm sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh. Văn phòng của Ủy viên Thông tin Anh ICO đã đưa ra quyết định trên vào ngày 4 tháng 4. Cơ quan này cho rằng TikTok đã không được các phụ huynh cho phép dùng dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi trong suốt 2 năm, tính từ năm 2018. ICO ước tính TikTok đã cho phép hơn 1,4 triệu trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng nền tảng của mình vào năm 2020, mặc dù ứng dụng này có quy định không cho phép lứa tuổi trên tạo tài khoản. Một phát ngôn viên của TikTok nói rằng công ty không đồng ý với quyết định của ICO vì họ đã đầu tư rất nhiều để ngăn người dùng dưới 13 tuổi. Họ có đội ngũ 40.000 nhân viên làm việc 24/24 để đảm bảo an toàn cho người dùng. Đại diện TikTok nói rằng công ty này sẽ xem xét quyết định của ICO và đưa ra các bước tiếp theo. Lạm phát hàng năm của Philippines đã giảm vào tháng 3, đánh dấu lần giảm thứ hai. Dữ liệu được công bố hôm 4 tháng 4 cho thấy chi phí vận chuyển và giá thức ăn đã giảm đà tăng. Tín hiệu tích cực trên tạo động lực để Ngân hàng Trung ương cân nhắc tạm dừng chu kỳ thắt chặt tiền tệ. Theo Reuters, dữ liệu thống kê, chỉ số giá tiêu dùng của Philippines đã tăng 7,6% vào tháng 3, thấp hơn mức 8% như khảo sát của Reuters. Con số trên đánh dấu đà tăng thấp nhất trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, tình hình trên lại khiến bức tranh lạm phát cơ bản xáo trộn khi tỷ lệ đã tăng 8,0% vào tháng 3 so với mức 7,8% vào tháng 2, đánh dấu tốc độ tăng nhanh nhất kể từ năm 1999. Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Philippines Arsenio Balisacan nói rằng dù lạm phát đang bắt đầu chậm lại, nhưng đây vẫn là vấn đề cấp bách mà chính phủ phải theo dõi để kịp thời điều chỉnh. Ngân hàng Trung ương của Philippines BSP cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh ngân sách tiền tệ khi cần thiết để ngăn chặn tình trạng gia tăng áp lực giá, đồng thời kêu gọi áp dụng các biện pháp phi tiền tệ đúng lúc và hiệu quả để kiểm soát giá cả. Thưa quý vị, giá sữa ở Ấn Độ đã trở nên đắt đỏ hơn và dự kiến có thể tăng lên mức cao nhất mọi thời đại giữa lúc dịch bệnh ở bò sữa bùng phát. Diễn biến trên đã khiến quốc gia sản xuất sữa lớn nhất thế giới này phải nhập khẩu sữa để tăng nguồn cung và giảm chi phí sinh hoạt, Reuters cho biết hôm 5 tháng 4.
Nông dân Ấn Độ đang vật lộn với khó khăn kép khi đàn bò mắc bệnh viêm da nổi cục truyền nhiễm. Bên cạnh đó, số lượng bò cũng đã giảm sau khi tỷ lệ sinh giảm do dịch COVID-19. Giá sữa ở quốc gia Nam Á đã tăng hơn 15% lên 56 rupee, tương đương 0,68 đô la Mỹ mỗi lít trong một năm qua. Đây là mức tăng cao nhất trong một thập kỷ. Tình hình trên khiến chính phủ khó đưa lạm phát bán lẻ xuống dưới mục tiêu của Ngân hàng Trung ương. Giá sữa và một số mặt hàng tăng vọt dự kiến trở thành một vấn đề chính trị trước thềm các cuộc bầu cử cấp bang vào cuối năm nay. Upanna Bhadawai, giám đốc kinh tế tại ngân hàng Kotak Mahindra của Ấn Độ nói rằng mọi rủi ro từ việc giá sữa tăng cao đều gây thêm thách thức. Bởi vì sữa chiếm tỷ trọng 6,6% trong chỉ số giá tiêu dùng, nên bất kỳ tình trạng tăng đột biến giá sữa nào cũng có thể tác động đến tình hình lạm phát. Một quan chức trong Ủy ban Phát triển Sản phẩm Sữa Quốc gia do chính phủ hậu thuẫn lưu ý, ngành sản xuất sữa có vẻ như sẽ tăng chỉ 1% trong năm tài chính, tính đến tháng 3 năm 2023, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình hàng năm là 5,6% trong thập kỷ tới. Những người cầu nguyện ở nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa của Jerusalem đã mô tả một đêm bạo lực kinh hoàng vào ngày 5 tháng 4 sau khi cảnh sát Israel tấn công hơn chục tín đồ tại đây. Lực lượng chức năng cho biết đó là phản ứng đối phó một vụ bạo loạn. Một tín đồ kể lại, nhiều người đã bị cảnh sát tấn công. Cảnh sát đã dùng hơi cay và lựu đạn choáng. Đó là khung cảnh hỗn loạn mà tôi khó có thể mô tả, ông nói. Vụ việc đã làm dấy lên các cuộc biểu tình khắp bờ Tây bị chiếm đóng. Quân đội Israel nói rằng chính quả rocket đã được bắn từ dải Gaza nhắm vào Israel sau khi còi báo động vang lên khắp các thị trấn phía Nam. Bạo lực đã gia tăng ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng và Jerusalem trong năm qua. Đã có nhiều lo ngại rằng căng thẳng có thể gia tăng trong tháng này vì tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo trùng với lễ vượt qua của đạo Do Thái và lễ phục sinh của đạo Thiên Chúa. Reuters hôm 5 tháng 4 cho biết Phần Lan đang xây hàng rào dài 200 km dọc biên giới với Nga. Trong đó, hàng rào cao 3 mét được trang bị cảm biến điện tử dự kiến sẽ hoàn thành sau 4 năm với mục đích ngăn dòng người di cư bất hợp pháp từ Nga. Hàng rào sẽ được dựng lên tại một địa điểm ở biên giới phía đông nam thị trấn Imacha, bởi hiện tại chỉ có một số hàng rào nhỏ được dựng trong khu vực để ngăn gia súc đi qua. Một lính biên phòng Phần Lan cho biết trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, có tới 13.000 người qua lại nơi này mỗi ngày, hiện giờ chỉ có vài trăm người đi qua biên giới. Năm 2015, gần 5.000 người di cư bất hợp pháp đã vượt biên từ Nga vào Phần Lan. Hika Kostinen, một công dân Vanta cho biết, chúng tôi thực sự ủng hộ dựng hàng rào để không ai có thể đi qua tùy tiện như trước. Một hàng rào được xây cao là vô cùng cần thiết. Bộ đội biên phòng Phần Lan đã tuyên bố cần phải có hàng rào ở biên giới với Nga. Chúng ta có đường biên giới dài và không đủ nhân lực để kiểm soát hết. Mặt khác, Bộ đội Biên phòng Phần Lan cũng nhấn mạnh tính cần thiết của việc tăng cường giám sát điện tử. Rika Pura, Chủ tịch Đảng The Finn cho biết, Phần Lan có chung đường biên giới trên bộ dài 1.340 km với Nga, dài nhất trong số các thành viên Liên minh châu Âu. Tin tức liên quan đến thiên tai. Nhiều trận bão nghiêm trọng đã càn quét tiểu bang Illinois thuộc vùng Trung Tây nước Mỹ, gây thiệt hại lớn cho nhà cửa, xe cộ và đường dây điện. Dưới đây là video do một nhân chứng của Reuters ghi lại. Video được Reuters đăng tải cho thấy gió xoáy đã càn quét khu phố Colonna, sét đánh vào đường dây điện, bắn các tia lửa. Những hình ảnh trong video cho thấy khung cảnh một ngôi nhà, trong đó các mảnh vỡ bị cuộn xoáy trên không trung và vương vãi khắp sân sau. Trong khi đó, một công trình sụp đổ và đè lên một tòa nhà khác. Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo nhiều khu vực khác của Illinois hứng chịu dông bão dữ dội, kéo theo mưa đá, sấm sét và lốc xoáy. Các khu vực rủi ro cao nhất là ở phía đông Iowa, bắc Illinois và một số khu vực thuộc bang Arkansas và bang Missouri. Hệ thống thời tiết dự đoán dông bão sẽ quét qua các khu vực bắc và đông bắc đến miền Trung Hoa Kỳ, gây ra bão tuyết nghiêm trọng ở vùng đồng bằng phía bắc. Các khu vực từ bờ biển phía Tây và trung tâm vịnh đến khu vực Ngũ Đại Hồ có thể đón dông bão nghiêm trọng. Tại Anh mới đây, Cung điện Buckingham đã công bố tấm thiệp mời dự lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 5 tới tại tu viện Westminster. Thiệp mời do nghệ sĩ Andrew Jamieson thiết kế, được vẽ thủ công bằng màu nước và bột màu, với họa tiết là những hình tượng cổ xưa trong văn hóa dân gian Anh và huy hiệu của Hoàng gia Anh. Tấm thiệp sẽ được gửi đến hơn 2.000 khách mời.
cùng với thiệp mời dự lễ đăng quang, cung điện Buckingham đồng thời công bố bức chân dung mới của vua Charles và vợ vương hậu Camilla. Gần đây, vua Charles vừa có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên với tư cách là người đứng đầu hoàng gia Anh tới Đức. Nhà vua đã được chào đón bằng nghi thức quân đội trang trọng tại cổng Brandenburg ở Berlin và có bài phát biểu tại Quốc hội Đức. Ở Pháp, Bảo tàng Louis Vuitton vừa ra mắt cuộc triển lãm những tác phẩm nghệ thuật do hai họa sĩ Jean-Michel Basquiat và Andy Warhol cùng sáng tác trong những năm 80-70 trong tổng cộng 160 tác phẩm của họ sẽ được đem ra triển lãm. Triển lãm Basquiat Warhol vẽ bằng bốn tay là triển lãm lớn nhất về sự hợp tác của hai nhân vật này. Với hơn 300 tác phẩm và tài liệu, thông qua đó chúng tái tạo lại khung cảnh nghệ thuật của thành phố New York những năm 80. Ngoài ra, các tác phẩm riêng của hai người cũng được lựa chọn để đưa vào triển lãm. Một số tác phẩm được xem là đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của họ sẽ được đem ra trưng bày như bức tranh African Mask và tác phẩm điêu khắc Ten Punching Bag. Có những dấu hiệu về sự ảnh hưởng qua lại của hai nghệ sĩ, bất chấp sự khác biệt về thẩm mỹ nghệ thuật của họ. Warhol lấy cảm hứng từ Basquiat đã trở lại công việc sáng tạo với tư cách là một họa sĩ. Ngược lại, Basquiat lại sử dụng kỹ thuật in lụa trong các tác phẩm. Bạo lực của cảnh sát, các vấn đề xã hội, nạn phân biệt chủng tộc giao thoa với sự điên loạn cá nhân, chủ nghĩa tiêu dùng, văn hóa đại chúng trở thành chủ đề chính trong các bức tranh, điêu khắc. Triển lãm dự kiến diễn ra tới ngày 28 tháng 8 tại Bảo tàng Louis Vuitton ở Paris. Hoạt động này nhằm gây quỹ cho các hoạt động sáng tác của những nghệ sĩ nghệ thuật đương đại. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.